Thưa quý vị, chiều tối ngày 15 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Bỉ Stephanie Holmes. Sau đó, Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam lên đường về nước. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm của Chủ tịch Thượng viện cùng các nghị sĩ dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam, chia sẻ nội dung trao đổi với Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện, Công chúa Bỉ và lãnh đạo các vùng Wallonie, Bruxelles và Flanders trong chuyến thăm, đồng thời khẳng định quyết tâm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch Thượng viện Bỉ cho biết, các nghị sĩ tại cuộc gặp đều có tình cảm đặc biệt và lâu bền với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bỉ phát triển sâu rộng hơn nữa, đánh giá chuyến thăm chính thức Bỉ của Thủ tướng đã diễn ra thành công tốt đẹp và khẳng định rất quan tâm đến các nội dung kinh tế trong chuyến thăm. Hai bên hoan nghênh những kết quả tích cực mà Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam-EU EVFTA đem lại sau 2 năm triển khai, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đầu tư thương mại giữa hai nước và cùng nhau ứng phó với các thách thức chung như môi trường, chống biến đổi khí hậu, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Nghị viện Liên bang Bỉ sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước, ủng hộ Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng bày tỏ ấn tượng khi đi thăm Trung tâm Đổi mới Sáng tạo IMED tại vùng Flanders và đề nghị Thượng viện Bỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển một Trung tâm Đổi mới Sáng tạo theo mô hình IMED. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Thượng viện Bỉ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bỉ, phát huy vai trò cầu nối hai nước. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bruxelles Bỉ về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm ba nước châu Âu và dự hội nghị cấp cao ASEAN-EU. Gặp Công chúa Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Công chúa Astrid và Hoàng gia Bỉ về tình cảm, sự ủng hộ đối với Việt Nam và quan hệ hai nước, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện với Bỉ. Công chúa Astrid bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, hoan nghênh những bước phát triển trong quan hệ hai nước, đồng thời đánh giá cao kết quả chuyến thăm ba nước châu Âu và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU của Thủ tướng, thể hiện qua nhiều văn kiện ký kết, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại, giáo dục đại học. Hai bên bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hai nước, trong đó đầu tư thương mại là trụ cột quan trọng. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến nhà vua, hoàng hậu và công chúa sang thăm Việt Nam trong năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Bỉ. Thủ tướng chia sẻ với công chúa về các nội dung trao đổi với Thủ tướng, Chủ tịch Hạ viện Bỉ, lãnh đạo hai vùng Wallonie-Bruxelles và Flanders, đồng thời đề nghị công chúa khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh hơn nữa thương mại đầu tư vào Việt Nam. Hôm nay, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ và Nghĩa trang Liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 ở tỉnh Điện Biên, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác cũng đã dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ. Đây là công trình được khánh thành vào tháng 5 năm 2022 nhằm tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. Đoàn công tác cũng đã đến tham quan bức tranh Panorama mô phỏng toàn cảnh chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Hôm nay, đoàn kiểm tra của Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Đoàn kiểm tra Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, 13, cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thời gian tới, đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo, ra soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, lãnh đạo, chỉ đạo, việc cụ thể hóa ở các cấp, các ngành, địa phương, chú trọng bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác ban bảo vệ chính trị nội bộ.
Hôm nay, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Sáng ngày 16 tháng 12, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2022 tại Tòa Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận sự đóng góp của Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, các linh mục, các nữ tu sĩ, bà con công giáo trong giáo phận vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước cũng như của địa phương. Bà con giáo dân dưới sự hướng dẫn của giám mục cùng các vị linh mục đã đồng lòng chung sức cùng với cả nước phòng chống và đã vượt qua đại dịch COVID-19. Bà con giáo dân trong giáo phận đã tham gia rất tích cực và làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Từ mô hình bà con giáo dân bảo vệ môi trường, Chủ tịch mong muốn Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào công giáo trong giáo phận luôn gắn bó đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự và phát biểu. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã gửi thông điệp chúc mừng. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22 tháng 12 năm 1992, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực. Vào đầu tháng 12 vừa qua, hai nước đã nâng quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 80 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký. 11 tháng năm 2022, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Hàn Quốc đạt 80,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu đạt 22,5 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 58 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến thương mại song phương sẽ tiến sát mốc 90 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay và phấn đấu đạt mức 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Diễn đàn là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tìm hiểu thông tin về chính sách, các ưu đãi của chính phủ hai nước, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên hợp tác chặt chẽ, tương xứng với quan hệ chính trị hai nước. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi vòng chung khảo hội thi lý luận chính trị giỏi năm 2022, ngày hôm nay Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các giảng viên đạt kết quả xuất sắc tại hội thi. Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi lý luận chính trị giỏi năm 2022 được chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, kỹ lưỡng, chất lượng thí sinh đồng đều và có sự tiến bộ rõ rệt, đã khắc phục được những hạn chế ở vòng thi khu vực. Nội dung tham dự thi của các thí sinh được trình bày đầy đủ, khoa học, mạch lạc, cơ bản toát lên được những yêu cầu trong giảng dạy và tổ chức dẫn dắt, truyền thụ kiến thức hợp lý. Đặc biệt, khả năng áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy được thể hiện rõ qua các slide bài giảng của thí sinh, rất sinh động, cuốn hút người học. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 10 giải ba và 22 giải khuyến khích cho các giảng viên có thành tích xuất sắc. Giảng viên Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã đạt giải nhất.